Chào tất cả quý bà con. Người ở Tây Nguyên xin gửi đến cho tất cả quý bà con một cái mảnh đất là bề ngang là mặt tiền đường nhựa là 25m. Phía sau là cũng 25m mà chiều dài là 100m nhé. Trên đất đã có 400m thổ cư ngay trung tâm thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nhé. Cái mảnh đất này thì nó cách trung tâm huyện là 500m. Đấy, cách đầy đủ mọi tiện ích. Là trên đất đã có 400m thổ cư. Đấy, chiều dài rất là dài. Thì mời bà con xem và tham khảo mua cái lô đất này nhé. Hai mặt tiền đường. Mảnh đất đây. Phía sau kia là một mặt đường nhé. Ranh giới đã rõ ràng hết rồi. Đấy. Phía sau kia là cùng dân cư rất là đông. Vì hai bên đã có lưới rào hết rồi nhé. Đất đỏ ba gian bằng phẳng, giếng đây, giếng điền thuần tiền luôn. Đấy, trên đất có một cái ngôi nhà gỗ. Đấy, bề ngang mặt tiền đường là 25m nhé. Đây, mình sẽ quay trước đường cho quý bà con xem. Giá bán là 780. Đây, có một ngôi nhà gỗ đây nha bà con nhé. Đây, cột mốc kia. Đấy, mặt đường nhựa đây. Đấy, rất là thuận tiện. Đấy, nhà là hướng đông nhé bà con nhé. Hướng đông. Đấy, nhà dân cư rất là sầm uất. Có 400m thổ cư. Giá là 780 triệu. Đấy, rất là thuận tiện cho quý bà con. Đấy, đây là dãy 3. Dãy 3 của trung tâm thị trấn Nhân Hòa nhé. Có 400m thổ cư. Rất là thuận tiện và rộng rãi cho quý bà con mua làm đất nhà ở nhé. Đấy. Ai mà có nhu cầu mua đất ngay trung tâm thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai thì liên hệ cho người Tây Nguyên nhé. Giá là 780 triệu, bao sổ, có thương lượng cho quý bà con. Đấy. Rất là tuyệt vời. Đấy, phù hợp cho quý bà con mua làm nhà yến, rồi làm nhà ở, và rất là rộng rãi cho quý bà con là chăn nuôi, khá là thuận tiện nhà dân xung quanh. Đấy, quý bà con mua cái sản phẩm này liên hệ cho người Tây Nguyên nhé. Hôm nay chào bà con.